Xin chào tất cả các anh em, nhóm hướng dẫn cho tất cả anh em thăm Clem 85 tốc cần XB từ dưới 6.3. Này nó có chương trình này gấp gạo 2, các bạn nào đã làm gạo 1 thì nên tiếp tục làm gạo 2 nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay thì các bạn cũng mở cái, bạn nào chưa tạo giấy thì tạo giấy nha các bạn. Mình có đây video hướng dẫn tạo giấy cho các bạn, thì mình đã có giấy rồi nên mình mở cái giấy 6.3 cho mình vào nha các bạn. Sapiban ra thì nó có chương trình này gấp gạo 2 nè các bạn nhấp vào nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn này, nhiệm vụ này khá là khó nha các bạn. Thì nhiệm vụ này thì cần phải có một cái giấy lệnh các bạn. Đây mấy cơ em được cái tốc cần 50 tốc cần SFB này. Còn nhiệm vụ thứ hai thì các bạn swap ít nhất là 1.000 đô từ ngày 1 mới nhận được 200 tốc cần SFB các bạn. Đây thì mình nhớ nhiệm vụ này mình bỏ nè các bạn. Thì mình làm những nhiệm vụ đơn giản các bạn. Thì các bạn follow và tự quyết follow review sale thì các bạn sẽ nhận được 0.2 tốc cần này các bạn. Để chọn một cái giấy đối tác của Binance nha các bạn. Link review thì các bạn sẽ được nhấp vào Twitter nữa các bạn. Thì các bạn như việc tweet là thực like nè các bạn. Bạn tự quyết lên các bạn. Rồi bạn test lại. Sau khi các bạn test lại bạn bắt up xong các bạn, bắt up lại. Bắt up lại các bạn mở tờ Twitter các bạn nhập vào 3 cái bình cục nè các bạn. Bạn nhập vào một cục sơ nè các bạn. Rồi, cầm qua tờ quyết và trả lời nè các bạn, bấm nhập vào chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khay như tạm này các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cùng mở địa chỉ với Sapiban của mình các bạn. Ví này khá là ngon các bạn. Khá là bảo mật luôn. Rồi bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm complete này bạn. Chết bà. Invite code. Rồi mình thiếu mã code thì các bạn copy mã code này mới được các bạn. Rồi các bạn sao chép mã code nè các bạn nhấp vào các bạn. Mình làm lại các bạn ơi. Các bạn like nè các bạn. Các bạn test lại nha các bạn. Các bạn test thì mã code đi vào không bạn? Trả lời nữa bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở Twitter các bạn. Đây mình đây là hồ sơ. Các bạn qua Twitter cho trả lời nữa các bạn. Các bạn sao chép vào liên kết này bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Các bạn mở cái selfie bàn. Các bạn bấm link viết vào nè bạn. Bạn cầm lách tách nè bạn. Rồi bấm bấm verify mà. Đêm con có nhận chưa các bạn? Chưa nhận luôn. Kỹ thế.